chào các cô, các chú. Con tên là đi, Mèo. Đi, năm đi, nay đi, con 5 tháng tuổi. Ok, mọi người ơi, đây là một món quà mà Linh vừa mới nhận được ngay đây thôi của cô giáo Vi. Là một bạn fan mà xem mình xong rất là ủng hộ thời gian gần đây. Thì hôm trước mốt của kênh mình có nhắn tin cho mình là: chị ơi, bạn cô giáo Vi có món quà muốn gửi tặng cho chị. Bình thường thì mình không có nhận quà của fan, nhưng mà tại vì cô giáo Vi cũng rất là nhiệt tình trong những buổi livestream của mình, rất là tha thiết nữa, cho nên là hôm nay thì có mình đang ốm, sorry cái giọng hơi kỳ. Hôm nay thì cô giáo Vi có gửi đến một món quà rất là bự và rất là to. Mình cứ nghĩ là sẽ giống như những cái món quà khác của các bạn fan, thì như là gấu bông hay là gì đó, nói chung là nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Nhưng anh một món quà rất là to đây. Bây giờ thì mình sẽ móc ra xem ở trong là gì nhá. Ôi, ở trước này thì có một cái thiệp. Hi hi, mừng anh được 1 triệu sắp nè, chúc anh thành công hơn nữa nha, yêu anh cô giáo Vi. Wow, chữ của cô giáo Vi rất là dễ thương. Một thiệp thì con gấu rất là dễ thương. Đấy, theo tôi là sợ là mở ra là một con corgi, nhưng mà đây thật ra vẫn là con gấu. Ok, một con gấu siêu bự. Trời ơi, mọi người coi cái người tôi với con gấu này. Trời ơi, trời ơi, nó nặng. Ai dài, gác chân lên đây, gác chân lên đây em ơi. Ây da, ôi da, ôi da, ngẩng đầu lên. Ok. Dễ thương quá. Thật sự luôn. Cảm ơn Vi nha. Đỏ cái mặt nó luôn rồi. Trời ơi, má sao giật ông. Trời ơi. Ok, bây giờ sẽ đến những món quà tiếp theo của Vi. Chỉ những cô gái mới biết được bọn chính bản thân tôi cần gì. Trời ơi, đẹp quá. Má ơi, long lánh chưa nè, long lánh chưa nè. Trời ơi, trời ơi, tin được không? Đây là những chiếc cặp tóc. Thật là, đây là những chiếc cặp tóc thật là dễ thương. Ôi da, đi ra. Không được à, phải kẹp bằng cái này đây. Kẹp bằng cái này. Ai da. Chu. Chu. Xinh quá trời. Thật sự thì những tác dụng của những cái chiếc kẹp tóc này
không phải là để kẹp cho tóc nó ngay ngắn vào đâu các bạn. Thật ra để cho đẹp thôi. Nhiều khi tôi cũng không cần phải cài cái mái của tôi vào nữa, mà tôi chỉ kẹp lên thôi. Ok. Cảm ơn Vi nha. Còn nữa các bạn ơi, chưa hết nữa. Đây. Ta nói trời ơi sao mà thật sự luôn. 3CE nè. Đạt 3CE luôn. Cái này 3CE luôn à. Hay. Lấp lánh lấp lánh. Tô son. Oh my god. Ôi, tôi thích màu này lắm luôn ý. Ê, tôi thích màu này lắm luôn. Nè, tôi thích màu này lắm luôn. Trời ơi, lần trước tôi có mua một cây rồi mà mà hết tôi chưa có mua lại. À, cảm ơn Vi nha, vì đã thấu hiểu tấm lòng của tôi. Quá xinh đẹp. Cảm ơn Vi. Đây là hai món quà cuối cùng mà Vi tặng tôi. Đầu tiên là chiếc váy màu đỏ. Chào Ngọc Anh. Holy. Wow. Đẹp quá. Coach. Đẹp quá. Y. Nhìn này. Trời ơi. Dạo này Bùi thay bát mình mặc đồ bánh bèo ấy các bạn. Suốt ngày bát mặc váy áo sống, xong đi giày cao gót đồ, làm mình cũng bị biêng biêng theo. Xong giờ bà Vi bà tặng cho hai cái váy thôi. Nghỉ khỏe luôn. Bánh bèo cả đời luôn. Bánh bèo cả đời luôn. Trời, cái váy trắng này đẹp, đúng đẹp luôn. Ui ra. Trời ơi, nhìn nè. Cái váy trắng này đẹp quá trời. Ê Vi ơi, em mua quần áo ở đâu thế? Cho chị địa chỉ chị mua với. Ui. What? Không được rồi. Chờ tôi đi thay quần áo đây. A few moments later. Cảm ơn cô giáo Vi đã tài trợ cho chương trình này. Cảm ơn cô giáo Vi nha. Trời ơi, tặng đủ bộ luôn. Tặng đủ bộ kẹp tóc, son rồi váy là thôi đi ra đường, lên đồ đi ra đường là chơi luôn đó. Tâm lý thật sự. Đấy là lý do tại sao những người phụ nữ thường yêu những người phụ nữ. Bởi vì có họ mới hiểu nhau. Damn! Cảm ơn cô Vi nha.